Vậy mới đẹp tự nhiên chứ cô. Con lớn tuổi dạ. Cô mấy mươi rồi cô? Cô 83 rồi. Trời đất ơi. Dạ. 83 là đọc ngược lại là 38 đúng không cô? Cái mày quay mày đưa tao lên Facebook rồi cho nó đẹp trai chút nha. Cho đẹp trai kiếm thêm vài bà nữa hả chú? Ừ. Dạ. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long.
Ngày mới em xin kính chúc với cô chú anh chị mình thật là nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc nha. Thì hiện tại là em đang có mặt ở tại thị trấn Dòng Giêng của huyện Dòng Giêng, tỉnh Kiên Giang với cô chú anh chị mình ơi. Thì trong clip lần này em sẽ đưa quý cô chú anh chị mình cùng đi tham quan chợ Dòng Giêng với em nha. Thì hiện tại nơi em đang đứng đây là đối diện với khu nhà lồng chợ Bách Hóa Dòng Giêng với cô chú anh chị mình ơi. Đây phía bên tay trái của em là nhà lồng chợ Bách Hóa Dòng Giêng nè cô chú anh chị mình. Cái hướng đi hẳn này á thì là cô chú anh chị mình có thể là đi về chợ chợ gì bữa mới đi qua anh tiêu cô chú anh chị ơi. Còn cái hướng mà ngược lại á thì là cô chú anh chị mình có thể là đi ra ngoài chợ Bến Nhất ha, hay là về Gạch Giá Kiên Giang, hay là mình có thể là về Di Hanh. Đây tuyến đường này ở đây người ta đặt tên là tuyến đường 30 tháng 4 đó. Giờ mình sẽ đi dài dài lên cái khu mà chợ nông sản thực phẩm của chợ Dòng Giêng cô chú. Buổi sáng thì ở bên kia lỗ có bán bánh mì, các loại bánh rất là nhiều luôn ở bên chợ bên đó. Sáng ở đây thấy cũng khá là hữu tình của chú anh chị. Cái cảnh miền Tây sông nước á, sáng rồi mấy cái bà con đi chợ bằng giỏ, đi mua bán bằng giỏ thấy rất là hữu tình luôn. Giờ này thì là tầm hơn 7 giờ sáng. Ngay chỗ này thì chỉ có một cái bến bán cà phê nè, cặp ở dưới mấy sông luôn đó, rất là hữu tình, rất là mát mẻ luôn. Có cây trứng cá đồ mà ở cặp dưới mấy sông này nữa. Ơi chào mấy anh, sáng uống cà phê ha. Bữa nào cũng uống hay sao? Cà phê riêng mà. Dạ. Rồi chúc mấy anh uống cà phê vui vẻ nha. Rồi con chào chú. Đây chắc chị đây bán nước quá. Chị ơi, có làm nước đem đi không chị? Có. Dạ, chị bán em chai sữa đậu nành đem đi nha. Giờ mình ghé đây mình mua nước mình uống nhé khác trước rồi ăn sáng sao nha cô chú. Giờ dài ngay cái chỗ này thì rất là nhiều giỏ với ghe bà con neo đậu đây luôn nè. Mấy cô bác đem lúa lên đây bán. Đó. Quá trời lúa luôn. Chị bán nước đây lâu chưa chị? Dạ đó giờ làm bán ở đây không hả? Ôi chỗ này lý tưởng quá ha. Cặp mé sông buổi sáng uống rất là hữu tình luôn. Gần đối diện với nhà lồng chợ Bách Hóa nè cô chú. Quán nước đây của mình tên gì chị? Dạ. Quán nước này người ta hay gọi là quán nước gì chị? Người ta bán cũng thèm thôi. Dạ. Đó, chị tên gì? Chị Ngoan. Chị Ngoan hả? Dạ. Quán nước của chị Ngoan. Rồi của em nhiêu tiền vậy chị? 13.000 á. Dạ. Rồi cho em gửi tiền luôn. Rồi chúc chị bán đắt khách nghe. Đó, bán đến cho chị Ngoan. Cái chỗ này người ta đang đóng ra chuẩn bị làm thêm vài cái bến để cho ghe xuồng rồi vô neo đậu cái gì nè cô chú. Đó. Chỗ này đi dò tới nè. Dạ. Quay nữa nghe. Quay nữa, quay nhiều nhiều coi cho đã ha. Dạ. Chú sáng uống cà phê hay là có làm gì đâu không chú? Sáng uống cà phê mà. Đúng rồi, trên biệt vườn đó. Dạ. Nhất biệt vườn đó. Dạ nhất biệt vườn luôn hả chú? Dạ. Cảnh hữu tình của chú, quá trời nhỏ neo đậu bến này luôn. Đi chợ hả cô? Dạ. Em ơi, con đại diện đang làm có hàng rồi đó. Con chào chú. Thôi mình đi dài dài lên khu vực trên kia tham quan tiếp tục nha cô chú. Buộc vô vậy rồi lỡ rất lo cái dù đi không con? Dạ con chồng chơi thôi nha, dễ gì nó lo cái dù đi được. Dạ dạ nghĩa nhỏ ha. Nghĩa nhỏ lúa kìa. Ồ, ở đây có khách lại mua lúa nè. Lúa này là lúa hè thu hả chú? Hay là vụ mới vậy chú? Lúa này dơ quá trời. Trời ơi, cái màu nó chứ đâu phải dơ. Nếu mà ở đường bọc này được lông cái bò tôi cho không. Lúa hột dài nè, một lông cái bò đét cho không. Hột ở đó nhiều. Tại vì 54 cái màu nó vậy. Cái này 54 hả? Ừ, 54. 54 thì có 8 ngàn dữ rồi. 8 ngàn đồng ký hả chú? 8 ngàn dữ luôn. Trời ơi, 8 ngàn.
có là bốn là màu sao đẹp là 8,5. Nếu coi năm bốn là màu thì chúng coi chúng rõ đi. Để chờ chú bán anh em khỏi lo đâu, nó chuyện nó nói mà nói là nếu ai mà bán mà rẻ thì tặng luôn. Tặng 100 ngàn. Một bọc gì nhiêu ký chú? 10 ký. 10 ký ha. Dạ. Này mình mua về cho gà cho vịt ăn hay là mình để xay gạo ăn chú? Dạ. Còn gạo là mình mua riêng ha. Dạ. À, con cảm ơn chú. Mua gạo ăn không? Không? Dạ. Quá trời cái chiếc đó chạy. Dạ. Vậy hả chú? Dạ. Lên giá quá trời ha. Rồi con đi chú ơi, tạm biệt chú. Dạ. Dạ bye bye chú. Dạ ở đây có mấy cô bán đồ ăn sáng đó nè cô chú. Bán món gì vậy chị? Dạ xôi mặn. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Nhiêu hộp hả chị? 15 ngàn thôi. Dạ 15 ngàn đồng hộp xôi. Cái đó làm cho khách đó hả chị? Dạ. Quá hấp dẫn. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị bán đắt nha chị. À, đây có chị bán xôi. Ở đây có quán cà phê, quán nước đó nè. Đó, ở phía sau cái cây. Buổi sáng thì mặt trời chiếu hẳn từ cái hướng trên đó cô chú đi xuống đây. Đó, thì giờ thì bến mấy cái ghe lúa bà con buổi sáng chở ra đây bán nè. Rồi chào chú. Quá vui vẻ luôn. Dạ. Ôi cái máng xúc lúa quá bự luôn kìa. Cắm tiền đây trong nước. Rồi mình đi dạy tài hôm qua anh nhà làm chợ nha cô chú. Lúa ở đây cô đổ ra cái manh luôn. Buổi sáng như vậy đây bà con bán lúa rất là nhiều. Với lại có bán một số cây giống đó. Ở đây có dạng họ với mấy cái cây mà trồng qua kiển Tết rồi nè. Đây có cô bán đồ ăn sáng nè. Con chào hai cô. Cô ở đây bán bánh tầm hả ta? Dạ. Bánh tầm, bún. Cái này là bánh tầm loại ở ngang dừa nè phải không cô? Hay là bánh tầm ở đây cô? Bánh tầm dùng miền nó cuốn. Dạ, cái này là mình phải mình nặng tay không cô? Không. Vậy hả cô? Dạ. Cái này là xe. Xe đó dạ. Không phải ha. Dạ. Này bánh tầm cô chú. Dạ. Cái này là cô bán gì bên đây cô? Bánh tầm. Bánh tầm luôn á hả? Dạ. Bán bánh tầm luôn. Cô bán cho con một hộp nha. Quay lên đó nhìn thấy ngon á. Dạ. Làm bộ lại hỏi mua bánh nó vậy quay luôn. Dạ. Quay luôn. Dạ. Cũng mềm ngon. Lên cho thấy ngon. Dạ. Đây. Cái dòng bánh tầm đặc biệt ở đây với ngang dừa của cô chú là nó mềm mại. Cái này mình làm cái mình có bỏ nước cốt vô trong cái cọng bánh tầm nữa phải không cô? Ừ. Dạ. Ăn cho nên nó béo béo. Đó, lên lên đó. Đại nào, đại nào. Dạ con lên YouTube à cô YouTube ơi. Hả? Dạ. Lên YouTube. Dạ. Mình cũng bán 20 ngàn hộp luôn hả cô? 20 con. Dạ. Vậy là
cô bán ở đây thường một hộp là 20 ngàn, chào rất là nặng luôn. Hộp này ăn no tới chiều. No mà. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô, chúc cô bán mau hết nha. Dạ. Rồi, rồi con chào hai cô con đi. Ở cặp ở dưới mấy sông này có một cái ghe này như là hô mua giấy gì nè. Ồ, giấy này chất quá trời chất luôn. À. Ghe giấy, giờ bên đây thì ghe bán lúa, gạo gì nữa nè. Cái chiếc vỏ này có che nguyên cái vụ cho anh luôn đó, thiết kế khá là độc đáo. Mấy cái ghe dù này thì được chằng dây chằng chịt luôn nha, chạy nó không có bị gió hỏi gót á cô chú. Chiếc này thì cái bến là nước đá. Sáng sớm mà vác nước đá chắc lạnh dữ à. Chào anh, sáng là sớm mình vác nước đá lạnh dữ không anh? À. Một ngày là mình vác một ghe nước đá vậy đó ha anh? 170 cây nước đá. Wow. Đây này cô chú. Có cô đang kinh dừa lên nữa kìa. À. Dạ, con chào chú. Dạ, dừa này mình vận chuyển đi đâu hả chú? Bán lẻ ở đây nè. Dạ, chứ không có bỏ mối hả chú? Không bỏ mối có mà ít tính gì à, không bán lẻ luôn. Dạ, bán lẻ nhưng mà thường mình bán buồn nhiêu tiền hả chú? Bán lẻ ăn trái 10 ngàn. Dạ, ăn trái 10 ngàn. Mua chục thì 100 ngàn. Dạ, mua chục thì 100 ngàn. Rồi, con chúc cô chú bán đắt nha cô chú. Dạ. Cổng chào Nguyễn Dòng Ghiền, chúc mừng năm mới, chắc là năm rồi đó cô chú. Đi hẳn ở đây xíu là tới cái nhà lồng chợ nông sản lồng chợ Dòng Ghiền. Giờ em sẽ qua lộ nha. Ở đây thì nhà cửa đồ á thấy đông đúc ghê luôn á. Ngay cái chỗ dưới dốc cầu đó quẹo vô là mình tới cái khu vực nhà lồng chợ phẩm Dòng Ghiền. Thì từ cái chỗ mà nhà lồng bách quá Dòng Ghiền á khoảng 500 m đổ lại cô chú ơi, nó nằm trên khoảng cách như vậy ha. Đi thẳng lên đó là cầu Dòng Ghiền. À em nhớ rồi, hồi sớm em có nói cái hướng này đi về đâu em quên rồi. Thì cái hướng này là cô chú anh chị mình có thể là đi về chợ Ngọc Trúc nha. Ngọc Trúc được á. Có gà nồi bánh tre luôn cô bác ơi. Sáng nay có chị bán xin xa bánh lọt rồi nè, chào chị. À. Đây là một cái cổng chào nữa nè cô chú, chợ nông sản thực phẩm Dòng Ghiền ha. Cô chú có thể đi hẳn tuyến đường này vào trong mình tham quan cũng được, hoặc là có thể quẹo qua bên đây. Giờ em sẽ đi dài qua bên đây nha. À,
cho con xin quay gắn nha con. Dạ đây cô cho mình quay gắn nè. Ồ, gắn này là gắn gì vậy cô? Gắn hổ hành. Dạ gắn chung. Ủa mình đừng chung vậy nó có cắn lộn nhau cô? Nó cắn à? Rồi nó có bị chết không cô? Dạ sao cô không định ghiền ra vậy hả? À dạ dạ vậy con hiểu rồi. Bên đây là một tụng gắn chung, còn bên đây là tụng gắn hổ hành nè cô chú. Đó ở đây là gắn, cô bán gắn hổ hành 1 ký bao nhiêu hả cô? 350. Dạ gắn hổ hành là 350 1 ký. Đây đó, sáng giờ cô bán được nhiều chưa cô? Vậy hả cô? Dạ gắn này là ở nhà mình bắt hay là mình nuôi cô? Dạ mua bán lại ha. Dạ đó ai có xài gắn thì ghé cô ở đây nha, cái này mình có mỗi ngày hết cô. Dạ rồi con cảm ơn cô, con chúc cô bán mau hết nha cô. Dạ cô ăn sáng không, con gửi cô hộp bánh ăn với con nha. Cô ăn rồi ăn rồi con ăn rồi. Dạ 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 mới ăn rồi. Dạ này quay lên YouTube hả? Dạ con quay lên YouTube. Rồi mình đi về dài tiếp tục nha cô chú. Thì giờ bên đây á thì bán trái cây được rất là nhiều nè, sạch trái cây hùng ngoan. Tên là đường Nguyễn Hùng Hiệp, giáp với đường 30 tháng 4. Chị đây bán bánh rất là nhiều luôn. Thì ghé đây mình mua hết cái bánh để dành ăn nha cô chú. Đây, ở đây thì em thấy có cốm dẹp nè. Cốm dẹp trộn sẵn nè. Dạ sao chú? Cô lại quay lại xe ôm rồi coi. Quay mấy thùng rác chứ, quay mấy cống khú nữa, chạy dùng ghiền mà đủ mà cống khú lăng quăng này mũi dằn lùm lum. Dạ. Cho anh ghiền mà đẩy mấy thùng rác nó khú chết nữa, quay dùm cái đây đưa lên trên mạng luôn. Cống nước thì muối. Dạ con cống nước nó ứ rồi nó khú. Chạy chợ luôn. Dạ. Quay dùm luôn đi. Đây này. Mấy cái thùng rác để ngay trước tôn vào lòng chợ nè. Dạ đăng lên đủ rồi mà. Vậy rồi chú nói vậy là nó hư vô rồi đó. Dạ 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 mất thẩm mỹ hả chú? Dạ rồi tạm biệt mấy chú nghe. Dạ à bên đây thì có khu này bán đồ ăn sáng nè cô chú. Bên đây tay trái nha, hủ tiếu gõ, bún riêu nuôi à, khu ẩm thực. Bên đây thì bán cơm tấm, cơm sườn nè, nhiều món ghê luôn á. Trên cái tủ thì giá rất là nhiều món. Đây là mùa bánh nè chị ơi, bán em hộp bánh chuối với hộp cốm dẹp mấy chị. Đây có bánh lọt với xương xa. Dạ của em nhiêu chị? 15 ngàn. Dạ
bánh tầm xe, bánh nước, bún thịt nướng. Ôi dài đây quá trời, bán đồ ăn luôn. Bánh nước ha. Để cho bạn cấm chụp hình quay phim không? Dạ đâu chú? Chụp cho đó cho đó. Bạn này đó. Chỗ nào đâu chú? Ở đó kìa, đó đó. Đâu chú? Đó. Dạ không có bản cấm thì mình không được phép. Dạ mà không có thì mình được phép à. Dạ dạ YouTube của em là Khám Phá Vĩnh Long chị ơi. Dạ của em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ dạ cái đó là cái tên kênh của mình. Tên hả? Dạ. Dạ. Ôi cô đây có bán cốm dẹp chi trộn đó nè. Này mình bán hay lon hả cô? Lon rồi bán ký cũng có luôn. Dạ, vậy là mình bán ký và một ký cô bán nhiêu cô? 50.000. Dạ. Một ký cốm dẹp này thì 50.000. Dạ, con cảm ơn cô. Cá không cô? Con chúc cô bán đắt nha. Cá lóc không? Dạ, cá lóc. Quay về ăn cáo rồi nè. Dạ chứ em không mua được. Chị đây thì có cái xô cá lóc đây nè. Rồi tạm biệt mấy cô. Đồng mình đấy nha. Dạ cá lóc đồng ha. Nào mới có được. Dạ con quay bữa nay ngày mai là có rồi. Dạ. Dạ. Đây con đi. Rồi bà con đi vòng đi bán kìa. Bữa nay là cũng ngàn dòng của chú. Quà cái cây này rất là nhiều. Bên này thì bán trái cây đồ chua nha. À, mận, xoài, chào chị. Cho em xin quay cái nghe chị. Xoài 10k nè. 10.000 ký. Bên đây thì xoài 5.000. Có một cô bán xôi thì dạ cha ngoại luôn rồi. Sáng giờ bán đỡ không ngoại? Dạ ngày ngoại bán một hao xôi nhỏ nhỏ vậy hả? Ngày bán gì đó. Dạ nãy chút nữa hết rồi. Dạ bán nhiều bạn cũng đủ xài nhà rồi. Dạ ở đây ngoại bán gói xôi nhiêu tiền ngoại? 5.000 gói à. Dạ. Muốn ăn nhiều ăn. Dạ. 5.000 thì. Đó. 3-4.000 gì cũng có. Dạ. Muốn ăn nói chung là muốn ăn nhiều ăn đó. Ăn nhiều bán nhiều ăn. Rồi. Dạ. Ngoại bán còn 2 gói nha, mỗi gói 5.000 nha ngoại. Ờ. Tiền bỏ vô nè. Tiền bỏ vô để nó bay mất tiêu. Cô đi chạy gì hả cô? Dạ. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? Ngoại mới có 67 rồi. Dạ. 67. 67. Dạ. Cho con một xôi à. Quá ngon luôn cô chú ơi. Xôi giò. Kèm với bánh này kêu là bánh phòng không ạ? Dạ, bánh này bánh tráng giấy của người bánh, ta gói xôi á. Dạ. Bánh tráng giấy. Dạ. Ngày ngoại bán hết một cái thao xôi này là mình kiếm được nhiêu tiền không ạ? Cho con nó đừng có bỏ nữa. Dạ. Đại lỡ rồi bỏ đại. Chục ngàn hả con ơi? Dạ. Chục ngàn hả? Mấy chục ngàn hả ngoài? Ngoại sao ngoại lớn rồi ngoại không ở nhà nghỉ đi ngoại bán cực quá ngoại. Bán không có ai không có tiền xài đi bán gì chứ sao con? Ngoại có gia đình con cháu gì không ngoại? Có nhóc hết trơn. Nhà bán nghèo giúp đỡ cho bán miếng đi. Không thì nhà bán nghèo thì á. Vậy hả cô?
Dạ. Giúp đỡ cho bác hết đi, tội nghiệp bác. Dạ. Nhà ngoại gần đây không ngoại? Ở trong kia thì con ơi. Dạ, rồi sáng ngoại đi ra đây bằng cái phương tiện gì mình bán ngoại? Ngoại đi mới đứa cháu nó đưa, có ông chồng ông đưa. Dạ. Nhà ngoại cũng khổ chết rồi con ơi, sung sướng gì đâu. Dạ. Ở đó ở nhà rồi chứ tình cũ này mà còn đi giết về rồi con thấy rồi đó. Dạ. Tình cũ này mà đi ngồi đi giết về đó nha. Dạ. Sáng mấy giờ ngoại ra đây ngoại ngồi bán ngoại? 6 giờ sáng ha. Dạ. Xôi ngon quá cô chú. Gói xôi ngoài bán có 5.000 à. Ai mà tiền ít thì mua 3-4 ngàn ngoài vẫn bán không ạ? À? Bán 3 ngàn, 4 ngàn bán luôn. Dạ. Không thấy gì chứ đâu, ai đâu mua hết 5 ngàn, 3 ngàn, 4 ngàn, rồi người ta muốn mua như mình mua. Dạ. Dạ, chị ra có 2 nhà ngoài không bán thôi. Dạ. 2.000 giờ quá ít, mua nước đá chưa chắc gì người ta muốn bán mình nữa cô chú. Dạ. À, để em gửi tiền cho ngoại. Con đi bán gì đây vậy? Dạ con đi tham quan chợ mình đây nè ngoại. Con ở đâu đi tham quan vậy? Con quê ở Vĩnh Long. Dạ. Ở đây em cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị mình luôn. Thì hôm qua em có nhận được cái số tiền của anh Tú với chị Ngọc gửi về cho em với một cô ở Mỹ nữa, cô Hạnh hay gì á, gửi về cho em. Thì số tiền của cô Hạnh là gửi cho em là 9.564.000, còn anh Tú với chị Ngọc là gửi cho em là anh Tú chị Ngọc gửi cho em là 9.500.000. Thì em sẽ với phần tiền này ra để tặng cho ngoại ở đây tiếp ngoại trong cuộc sống nha cô chú. Thì giờ cũng như cái chị đó chỉ có đứa con cũng như gia đình chỉ khổ á. Dạ ngoại ơi, ở đây thì con có tấm lòng của anh Tú với chị Ngọc gửi tặng cho ngoại 200, với cô Hạnh gửi tặng cho ngoại 200 đây phần quà tiếp ngoại trong cuộc sống nha ngoại. Dạ. Rồi con đi nha ngoại. Dạ. 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 Dạ ở đây thì bán trái cây dài dài vô nè cô chú, bán đồ chua rồi, xoài, quýt đồ. Còn bán bánh nè. Bên mé tay phải của em thì là cái dãy bà con bán tập quá gia vị được các loại. Dạ hoàn cảnh của mình mà sao đi sinh vậy bà? Mình tiểu đường chú ơi, tiểu đường là dây tay biến luôn vậy hả? Không thấy đường nữa. Dạ rồi bà năm nay mấy mươi rồi bà? 70 rồi vậy hả? Dạ bà có thể cho con coi mặt của bà được không? Được. Dạ kiếm bệnh quá bệnh. Dạ bệnh hổm ha, nó nổi ghẻ như cá lưu kiến gì đó hạt trơn đầu khổ chú cạo nè, cạo giờ nó ra được nhiêu rồi nè mà giờ cái ngứa không hết, người ta nó tiểu đường nó biến chứng đó. Dạ bây giờ ngứa một mình chân nó nổi một bự bự cho mà tính đi nhà thương chợ liễu gì đó. Dạ đừng mình thẻo bỏ nổi. Dạ. Hạt trơn cái háng gì đó một bành cành gì nè đùm đùm cũng như nấm gơm vậy đó. Dạ kỳ cục không biết bây nổi giờ đi thẻo cái đó là cỡ chừng có bảo hiểm là có ít gì thì 5 triệu đó. 5 triệu là mình là hẻo cái đó ra đó hả bà? Có bảo hiểm đó là 5 triệu đó. Dạ là mình ở chắc ở một tầng rồi. Nó lành lẽ ra mới cho mình về. Dạ chứ không lành sao về được. Dạ rồi bà đem theo cái bịch này để làm gì bà? Cái nào? Cái bịch của bà kìa. Cái này hả? Thuốc. Dạ. Không à? Thuốc hả bà? À. Dạ bà cho con coi thuốc được không? Thuốc đủ thứ kìa chú ơi. Dạ trời ơi thuốc nhức đầu nóng lạnh rồi. Dạ. Thuốc tiểu đường rồi thuốc ngứa quá trời thuốc luôn cô chú ơi. Trời ơi cái này nhầm gì ở nhà còn bị nữa. Dạ ở nhà còn nhiều hả bà? Tại vì mình nửa đêm nữa hôm nhất tỉ như mình có bệnh cái mình uống liền. Dạ chứ để tiệm tao đâu có đóng cửa, tao đâu có mở đâu cô.
Dạ. Nói chuyện đại tại vì nghe chú nói chuyện mới cho nó kêu cô rồi đó. Dạ. Tại đâu có cái đường đâu. Dạ. Mà cơm cháo gì ăn không nổi chứ. Ăn bậy bạ gì này kia nọ sống vậy đó. Dạ. Ăn trái cây là bún ăn miếng gì kêu quá. Dạ. Cơm ăn không nổi. Cơm ăn không nổi luôn. Thịt cá gì đâu có ăn đâu. Dạ. Thịt gà vịt cũng không ăn luôn. Dạ. Sao kỳ lắm vậy, bệnh tiểu đường kỳ chưa? Bệnh tiểu đường kỳ quá ta. Nó biến chứng đủ thứ luôn á. Dạ. Vậy tao biến lần này nó hai lần rồi. Dạ. Cái lần trước thím đi đâu có được. Dạ. Tao nói ngồi vậy là nó rung. Nó rung đó bà. Đứng vậy là té đó. Là nó tê ha, cái giò nó tê ha. Cái kén lửa bu thì thím cái chài mà chứ không dám gãi. Gãi sợ nó lỡ nó không lành. Dạ. Cái, sao có cái người đó không biết nó thím đi xe. Dạ. Cái bà chỉ thím đi chích thuốc một ngày 200 cái thuốc nước Mỹ gửi về á. Dạ. Không hết. Thích chừng nào cái giò nó teo nó nhỏ lại thôi chứ không hết. Dạ. Cái, bà chỉ có hai cái vị thuốc mà thím muốn thím đi được. Dạ. Cái cây đậu xăng với cây dâu tầm ăn á. Dạ. Cái ông nói tầm cũng nam, suốt nam không có mọi sinh đâu không cho. Kỳ vậy. Ông nói để người nào bệnh nặng hả cho. Dạ. Cái thím thấy vậy cái thím tối đó. Dạ. Thêm lớp rồi đó thêm ăn cắp. Dạ. Ăn cắp về thêm muốn có bốn nồi mà hà tiện nha. Dạ. Tối chắc cho nó gáo hết trơn rồi là tối cho mời mình uống nữa là bốn nồi được mừng nước. Dạ. Đi được. Trời dạ. Ơi mừng quá mừng. Cái ngồi tính vậy cái sao mà uống thuốc nó đi được vậy nè. Tính vậy gì nè cái đi được. Dạ. Còn thôi nó đâu có đứng được đâu. Tính luôn luôn tới đặt ngang. Luôn cái ngang mà thím nhờ cái bảo hiểm của thím là cái dây tai biến này ta không có lo cho mình. Không có lo hả? Ăn. Người ta lo cái tiểu đường thôi. Dạ. Bởi vì mình mua cái tiểu đường ta cho tiểu đường. Dạ. Còn bảo hiểm mà mua tai nạn xe cộ thì nó bán mình thì bảo hiểm xe cộ. Dạ. Dạ. Chứ đâu có gặp cái một mà mình giữ thằng thuốc người ta lỗ người ta đâu có chịu đâu chú. Dạ. Rồi nhà bà gần đây không bà? Xa lắm. Rồi thím ở nhà cháu. Cháu ở sớm á, nó thấy thím nó thương tình. Dạ. Cái nó có vợ được hai đứa con rồi nó đi bằng hồ. Còn dạ. Vợ nó bán số. Cái nó cũng giặt quần giặt áo cho thím. Lo cơm nước thì chị ăn mặn chuẩn miếng vậy. Dạ. Nó nói con nuôi bà, con lo bà chừng nào bà chết thôi. Vậy bà không có gia đình luôn hả bà? Không. Hồi đó thím có chồng có nó quấn bao quấn cái thím thôi tới giờ ở vậy luôn đó. Dạ. Chán quá chắc. Dạ. Vậy là lúc đó hồi là chưa có con luôn. Không. Dạ. Sợ quá. Sợ quá thì sợ luôn. Quá. Dạ. Xong mà thím dây qua tiểu đường thì cũng đúng. Bà thứ mấy bà? Thứ hai. Bà hai. Ở đây là sớm nở ở đây là người ta cũng thương tình thím lắm. Dạ. Ta cho tiền thím, cho thím uống thuốc. Dạ. Có khi thím bỏ cơm một ngày luôn đó. Ngày không ăn không cơm nọ trơn á. Có thím uống nước đá là lên đá là cũng coi thím uống. Dạ. Rồi ta cho cháo thím ăn. Chỗ ta bán cơm bán cháo nè. Dạ. Khi ta cho cơm mà thịt thím không có lấy. Dạ. Thím mới cho cơm không thôi. Dạ. Thì mình ăn với dưa mắm, dưa muối gì đó. Ăn chừng muỗng hay muỗng vậy. Rồi dạ. Tắm rồi đó. Vậy dạ. Cầm hơi đó. Dạ. Có khi nó chưa về cái thím thấy cái băng đá để nè. Ta tự nhiên nó bủng bủng tay chân vào cẳng chua lơ cắn cuốc cái chân. Ăn không được đó. Dạ. Cái lão không thôi được lượm là cái cô trong tiệm đó. Cô nói trời bà ơi sao bà dữ tợn vậy. Cái nó đem nước đá tôi uống. Rồi nó đem cái bao tôi ăn tôi dán nước. Uống về uống nước thì ăn nửa cái cho tôi tỉnh chú. Dạ. Tôi tỉnh hồi với nó. Nó nói bà ơi tiệm gì không biết mình ngồi trên cửa thì ta chửi không nữa. Mua cái gì dữ ạ? Dạ bánh, con gửi bánh cho bà với con nha. Bánh gì vậy? Dạ cái này là xôi nè. Cái này là bánh chuối với cốm dẹp. Còn cái này thì là bánh tằm. Bà ăn nào? Cái bánh tằm đi đừng ăn cái này xôi ăn ở cổ hoài à. Vậy hả? Dạ, ăn cái nào cũng được nha. Xôi bà ăn hết luôn cũng được nữa. Cảm ơn nha chú. Dạ, bà ăn xôi với ăn bánh này không? Không. Dạ. Để đem về đi. Dạ. Cảm ơn nha chú. Dạ. Đi. Dạ. Thì con này có ít con gửi cho bà ít nha bà. Dạ, cảm ơn chú. Chú dạ. Dạ. Đây bà, con gửi tặng cho bà tấm lòng của con nha. Dạ. Dạ. Cái tạo đầu hết trơn vậy nè. Dạ. 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 Hàng một bò lớn nè. Cái bàn theo. Dạy dướng máu luôn đó. Đúng nhà thương cho liễu gì chứ đó. Dạ. Nhà thương gì với thờ đó mới hết đó chú. Dạ. Cái một thuốc uống đây cả 50 triệu mà uống chưa hết. Dạ. Ghê thiệt. Dạ. Dị ứng là dữ trời. Thức sáng đêm đó, bà gãi sáng đêm. Dạ. Rồi. Một ngày tắm 3-4 cử nước nóng á. Dạ. Để nó thôi chết. Dạ. Thật ra nó phải chết đi ngủ ngon luôn, cho tao khỏe có đâu mà như thế này. Dạ. Nãy bà nói nhiêu tuổi bà? Hả? Nãy bà nói bà nhiêu tuổi không? 70.
70 hả? Ờ, Tết này nó là 71 rồi đó. Ôi, 70 mà còn trẻ quá ha. Dạ. Kiếm hồi trái nó trẻ đó. Dạ. Hồi bệnh bây giờ là tính tiêu diệt luôn đó. Dạ. Bệnh 14 năm rồi. Dạ. Ghê thì tiểu đường này nó biến chứng ghê rồi. Dạ. Về về đi cháu ơi. Dạ rồi, con chúc ba nhiều sức khỏe nha ba. Rồi mình đi ra và hôm qua ăn chợ tiếp tục nha cô chú anh chị. Ồ, trước đó có một xe như của bên đô thị người ta đem dẹp chợ hay gì kìa, cho nên cái đoạn này thấy trống ghê luôn. Dạ đằng kia mù hả cô, ở ở chỗ nào cô? Dạ ôi. Dạ còn cái bà nãy con mới nói chuyện, cô biết hoàn cảnh của bà không, đâu không? Em không biết, anh biết đâu. À, dạ, mình biết chị đi, mình biết chị đi. Dạ. Mình biết chị đi quản lý vậy. Dạ. Cô đang dẹp vô cô chủ. Dạ, thì ở đây em có tình cờ gặp ngoại bán cái số đây cô chú anh chị. Dạ. Dạ, hỏi không hoàn cảnh của ngoại nha. Dạ. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? Năm nay 72 rồi con ơi. Vậy hả ngoại? Dạ. Dạ. Rồi ngày ngoại bán được nhiêu tờ ngoại? Có ăn tờ, có ăn trăm tờ con ơi. Bán cũng tiền mua cà phê, mua bún đồ ăn. Dạ. Trăm tờ. Dạ. Dạ, nhà ngoại gần đây không? Cũng hơi xa xa con ơi. Dạ. Rồi sáng là ngoại bữa nào cũng đi lại chợ ở đây mình bán hết trơn hả ngoại? Dạ. Dạ. Ngoại có gia đình con cháu gì không ngoại? Dạ có gì có thằng trai con ơi, giờ nó giận hết nghiệp của mình không được trơn luôn á giờ. Dạ, thất nghiệp rồi. Dạ. Lúc trước là anh làm cái gì ngoại? Hồi trước anh nó làm thợ hồ. Dạ. Giờ nó thất nghiệp rồi, giờ cũng ai muốn nó làm gì trơn. Dạ. Vậy là ngoại chỉ có một người con một thôi. Dạ, có một con một hả? Dạ. Đó. Thì dạ. Cũng biết được chút hoàn cảnh của ngoại, của bác anh chị. Hiện nay ngoại cũng lớn tuổi, đi bán cái số. Một ngày chỉ có 100 tờ thôi. 100 tờ là mình tương đương thu nhập 100 ngàn á hả ngoại? Dạ. Dạ. Con thì không có chơi với số mà ở đây con... thay mặt cho anh Tú với chị Ngọc với cô Hạnh gửi tặng cho ngoại phần quà nha. Dạ. Dạ. Phần quà của anh Tú chị Ngọc thì gửi tặng cho ngoại 200. Dạ. Cô Hạnh cũng gửi tặng cho ngoại 200 luôn. Dạ. Đây là phần quà 400 con gửi cho ngoại. Dạ. Con gửi lời cảm ơn của ngoại tới mấy cô chú kia. Rồi con chúc ngoại nhiều sức khỏe. Rồi mình đi về dài nha cô chú. Chợ ế hả cô? Dạ. Dạ. Đi cô về dài khu vực này thì bán rau củ rất là ngon luôn cô chú. Ở đây có một cái hào củ hoa quá trời nhiều luôn nè. Chất rất là đẹp luôn. Dạ, con chào cô. Dạ. Còn ấn tượng cái hao này của cô quá trời luôn. Cái này mình bỏ công cất chất lâu không hả cô? Cũng một chút. Dạ hả cô? Dạ. Má quen rồi chắc cũng có bao lâu. Dạ, bỏ qua này cô chú. Cô ở đây chắc rất là đẹp. Này nấu canh ăn mát lắm không? Không có ăn gì đó. Cô. Dạ. Con đang mua rau củ nông sản ngay góc đường đây. Quà wow, nói chuyện bên đây thì có bán mà khía với mắm đồ các loại nè. Cho con xin quay cái nghe cô. Dạ. Đây là tiệm của cô Trúc Hài, chuyên bán mắm mà khía các loại. Đây, giờ mình sẽ quay dưa mắm trước cho cô chú xem nha. À, cái này là trái gì mình làm ra dưa mắm gì hả cô? Ờ, đó cô lấy ở Ôn Môn về. Ôn Môn, dạ. Nhưng mà cái này là trái dưa leo hay dưa gan cô? Dưa gan. Dưa gan, dạ. Dưa gan nó mới bự. Dưa leo. Dạ. Còn bên đây là dưa leo. Wow, quá đẹp luôn. Cô đây trang trí rất là đẹp. Đẹp không? Dạ. À, ở đây cô có thể cho con biết giá của mình bán được không cô? Giá này là 80.
Cái này là món gì cô? Mắm ruột. Mắm ruột là 80 một ký á cô. Mắm đu đủ đó. Dạ. Mắm ruột, mắm đu đủ là 80. Cái này thì 40. Bên đây là dưa gang mắm. Dưa gang mắm là 40.000 ký nè. Rất là ngon luôn. Dạ. Dưa leo này chỉ có 20 thôi. Dưa leo thì rẻ hơn nhiều ha. Dưa leo là tại vì mình ở đây, mình muối ở đây luôn, không có chiên chở. Dạ. Đó, dưa leo này chỉ có 20.000 đồng một ký thôi. Cô, cái này là mình ăn chay rồi được không cô? Ăn chay được, nhưng này là cô úp đường nước tương rồi. Dạ. Cái này ăn chay đồ được luôn nè cô chú. Đường nước tương. Còn bên đây là ba khía nè. Wow. Ôi. Ba khía thì 1.2. Dạ, 1.2 ký hả cô? Ừ. Dạ ha. Thì phẩm con đi bự bự vậy là có người bán 150 nữa đó. Ba khía này ba khía yếm vuông rồi nè, chắc có gạch hả cô? Ờ, con cái thì có gạch. Dạ. Đó. Ở đây cô trưng bày rất là đẹp mắt. Dạ. Dạ, con không có chơi với sốt cô ơi. Mâm cá lóc nè. Cá lóc cá linh. Dạ. Có thương hiệu đàn rồi. Dạ. Cái này là thương hiệu mình lấy của người khác về bán hay là của mình luôn cô? Của mình luôn. Dạ. Mình làm ra sản phẩm luôn. Đây. Đây là thương hiệu Trúc Hoài. Dạ. Cô bác nào có gì còn gì thì ghé cô ở đây mua mắm ba khía rồi về ăn nha. Ở đây cô muối cá sạch cá linh rồi đây là cô làm tự làm ở đây luôn. Dạ, vậy là những cái công đoạn ấy hết là toàn bộ của mình hết luôn ha. Của mình hết. Dạ. Nước đường thốn rồi này cô sên đó là nói chung là vô thùng bê là cứ làm hết thì cứ đem ra là trộn mà làm bán. Dạ. Dạ, rồi con cảm ơn cô. Con chúc cô ráng đắt hàng nha cô. Dạ. Đây, kế bên thì cũng bán ba khía rồi rất là nhiều luôn cô chú anh chị mình đây. Ba khía thì dưa mắm rồi ha. Wow. Giờ thì thấy chợ cũng đông rồi nè. Bên đây có một cái nhà lồng chợ nè. Nhà lồng chợ bên đây thì bán trái cây. Cái mặt này thấy bán trái cây rất là nhiều luôn. Dạ. Vậy bản giả luôn hả cô? Dạ. Vậy là chưa chồng. Dạ. Chưa chồng chứ chưa chồng. Chưa chồng. Quay cái gì bản giả đó đây là ảnh đi. Dạ. Cô bán trái cây này cô chú. Quá trời trái cây ngon luôn. Đó. Đây có cái nè. Na này cô bán cái nhiêu cô? Cái đó 50.000 ký. Ôi, ở đây có trái xoài rồi tròn vo ngộ rồi. Xoài này là xoài gì vậy cô? Cô không biết kêu xoài gì luôn. Ôi nó tròn nè. À, như trái đào vậy đó. Dạ. Dạ. Mới chắc lên không có hỏi. Dạ. Cô còn mặn này mình bán sao cô? Dạ cô bán con ký mặn nha. Dạ. Tại mình thấy là lạ mình hỏi cô chú. Đó giờ mới thấy cái trái xoài đó luôn. Ở đây bán trái cây thấy giá cả cũng bình dân. Dạ con quê ở Vĩnh Long cô. Dạ. Ôi bên đây là tuyến đường Chi Lăng. Dạ con có xôi rồi. Dạ. Điện lỡ căng dùm mất thôi. Thôi thấy cái nó khảo cây ăn nè. Thôi bán cái gì vậy? Dạ con đi thăm quan chợ. Dạ con người Kinh. Cho con gửi đây xíu con quay xong rồi con ra lấy nha. Dạ. Chợ này bà con đi cũng trễ rồi đó nha, càng lúc em thấy đi càng đông rồi cô chú. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ rồi bán con 2 gói xôi nha. Dạ.
con quay ở Vĩnh Long cô. Dạ. Dạ. Đi tứ xứ luôn cô ơi. Dạ. Rồi, tụi con nhiêu tiền vậy cô? 10.000 cô ơi. Dạ. Đây cho con gửi tiền. Khổ một cách nữa đi bán xôi. Đây. Dạ. Rồi, cô chúc gì bán mau hết nha. Cà phê, quán ăn đâu nè. Cũng khá là đông khách buổi sáng hôm nay luôn cô chú ơi. Đó. Khu này thì bán bông rồi này dài dài rồi khách. Bông gì? Bên đây thì là nhà lòng chợ bán trái cây. Ra ngoài chợ ngoài lộ lên nha cô chú. Giờ em sẽ đi chạy dài vô phía sau đây để đi xuống chợ cá nha. Bên đây có cái tuyến đường còn bị dính lòng lắm luôn. Đường này tên là đường Nguyễn Chí Thanh. Đi thẳng cái tuyến đường này mình cũng có thể là đi qua cái khu nhà lòng chợ Bách Hóa Dòng Chuyền được luôn. Nó không ra, nói chung là cái tuyến đường này không ở bên hông, cặp phía sau. Ở đây có cô bán ngói sen. Chào cô. Ngói sen với rau ngõ đồ ngon quá. Dạ, cho con quay cái nghe cô. Đây rau ngõ nè. Cái này thì luộc ăn nó có hậu nhẫn nhẫn xíu. Bắt mẹ nó hết xong ăn nửa trái đồ rồi. Mới bị bắt luôn hả bà? Ừ. Dạ. Quay đi con. Quay đại vô. Dạ. Bà ở đây mới bị bắt một thao ếch. Mà có cá cá đi hồng nè. Mấy cô đang cười dữ vậy ta? Bà có bị bắt thiệt không? Mấy cô cười dữ vậy? Vậy hả cô? Gào cũng bị bắt rồi, bắt hết hao gào. Bắt hết hao gào rồi. Vậy là bữa nay mất hết mới vốn rồi. Cô ở đây bán gào đồng không nè cô chú? À, bông súng, rồi gào nhút, bông bí rồi rất là ngon luôn. Dạ, con chúc mấy cô ở đây bán đắt nha mấy cô. Dạ. Dạ. Bị bắt chứ ngày có chỉ vàng đó con. Dạ, bị bắt luôn nhưng mà ngày vẫn kiếm được chỉ vàng hả ngoài? Dạ. Không bị bắt là ngày cho tỏi sống cho tỏi thiếu thiếu một chút là non non cây à. Non non cây. Non non cây của con. Dạ. Cây củi á. Cây củi. Tưởng đâu cây vàng không à. Rồi ông ăn đi. Tôi bên đây thì bán gạo luôn nè cô chú. Bán gạo luôn.
Ngoại ơi, ngoại bán vé số không ngoại? Ngoại ăn sáng chưa? Ngoại ăn xôi không? Dạ, con gửi ngoại hai cái xôi ăn với con nha. Dạ, mua me. Không có mua me được mà quảng cáo ra được không? Đó, ở đây có anh bán me. Bán me với bán tiêu. Me này ở đâu mình về đây bán anh? Trên núi á. Trên núi ha. Dạ, me trên núi này nha. À, vậy mình bán một túm vậy là nhiêu tiền hả anh? Yeah. Một túm vậy là nhiêu? 20 ngàn túm me. Đó. Me trên núi. Dạ. Quay bự hả? Bị la không? Không. Không la hả? Dạ. Đây, anh kêu quay bự nè, suối này bự nè. Ở đây thì dạ. Các cô bán bự. 15 ngàn ký. Dạ. Thôi cô quát tay mình đi nha cô chú. Dạ. Rồi chúng anh bán đắt nha. Ôi dạ dạ, dưới đây chợ đông quá trời luôn. Bán mực chín không? Thôi mực tươi quá ha. Dạ, mình bị bệnh gì ba? Bệnh mà nhức khớp á. Nhức khớp hả bà? Dạ. Dạ. Rồi bà đi bán vé số nữa hả bà? Dạ. Dạ. Lết lết đi bán vậy chứ. Dạ. Một ngày bà bán được nhiêu tờ bà? Có 50 tờ không đủ mua thuốc uống bà ơi. Dạ. Mình uống một ngày vậy là bao nhiêu tiền thuốc bà? Cỡ 400 500 gì đó, uống làm bà 4 lần vậy đó. Dạ, vậy là uống theo lần. Dạ. 4-500 một lần hả bà? Dạ. Dạ. À, thì bà năm nay mấy mươi rồi bà? 67 rồi. 67 rồi. Dạ. Dạ. Mình đi là mình phải nhờ hai cái cây hai bên để mình đi mới được không bà? Dạ. Dạ. Đây em có gặp một bà ở đây nữa cô chú đi bán. Nay cũng lớn tuổi rồi nhưng mà bị bệnh ha. Bà ơi, ở đây thì có anh quên ta. Anh Tú với chị Ngọc gửi tặng cho bà 200 với cô Hạnh gửi tặng cho bà 200 để bà mua thuốc uống nha bà. Dạ. Dạ. Đây, cũng gửi cho bà. Dạ, cảm ơn bà. Dạ. Rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Khá là sơm á. Khu bên này thì bán rau luôn nè. Ủa coi con mực này con mực gì mà nó ngộ cô? Mực bầu. Trồng ngỗng là cô chú. Mực bầu nè. Cô đang mầm với khách đó hả cô? Dạ. Mực bầu vậy cô bán ký nhiêu cô? 100 ngàn. Dạ. 1 kg mực bầu thì cô bán 100. Mực cái đây cũng rất là tươi cô chú. Này là cá chét. Dạ con cảm ơn cô, cô chú cô bán đắt nha cô. Xin quay cái nghe cô.
thoải mái luôn. Vừa cải với đây cái dưa leo đồng vậy, dưa mắm. Chờ gặp giá hay sao chị? Gặp giá mà bé mà 8 tuổi hết nữa ra. Dạ không, em không biết cái vụ đó. Dạ. Này, tại giờ là nghe nói là chưa có giới được bé nữa. Vậy hả chị? 8 ngày rồi đó. Dạ. Bị té hả chị? Ờ, ba chị em nó nghe nói là tắm á, xuống tắm á. Dạ. Chị xin tiền rồi xuống tắm vậy đó, nghe nói là bây giờ chưa có giới được xác bé nữa. Dạ. Ôi tội quá ha. Dạ. Mà con mẹ cũng lại đốt nhang xin lỗi luôn mà cũng vẫn không nổi luôn. Không chịu nói lên luôn. Không. Dạ. Mà kiếm cũng không gặp luôn. Dạ. Biết không, như mấy người bên YouTube lại quay á, hỗ trợ luôn mà. Bây giờ nghe nói về báo mộng cho bà nội đó là nói là kêu đừng có tìm nữa. Đừng có tìm nữa. Ừ. Vậy là không chịu lên luôn ha, sao? Bị ta. Không biết. Dạ. Không mà mấy cái chuyện tâm linh là cũng có thiệt đó nha. Dạ. Dạ bữa nào em cũng coi chứ. Dạ. Tính ra ngoài mà không có đi. Dạ. Đạp giá mình nè. Dạ. Ngay trang trối cống mình đó. Mà cái bữa đó nó xuống tắm đó, mà lúc mà nó chết đó là đang xả cống. Đang xả cống luôn. Dạ. À tôi nghe tới mấy gái 8 tuổi mà. Vậy là cũng có thể là trôi ra ngoài luôn. Không gần. Tại cũng có ra vào ngoài biển kiếm luôn, nghe nói gia đình vậy đó. Dạ. Mà bây giờ kiếm không gặp bé. Dạ. Chưa gặp nó đó 8 ngày rồi đó. À bây giờ nó về báo mộng với bà nội nó thì nói là đừng có đi tìm nữa. Đi ba đừng tìm nữa. Giới tự giới người hai đó em có đó là còn nói là không có chìm đúng không, có giới tự. Đây hai mẹ con bán vé số nè. Hai mẹ con ăn sáng chưa? Ăn xôi không? Dạ. Không em có ăn xôi không? Có bánh nữa nè, bánh chuối với ba. Em có bánh chuối với cúm nữa gì? Cúm dẹp. Ăn không? Hai mẹ con. Ngày bán được nhiêu tờ chị? Dạ có 110 anh ơi. Vậy hả? Rồi bé bộ ở nhà không ai giữ sao? Dạ không. Dạ, đi theo chị bán vậy hả? Dạ, bán mua sờ hết tả cho nó vậy đó. Vậy hả? Dạ. Mua cho nó cái nón đội lên đi. Nón làm gớt rồi. Vậy hả? Dạ. Dạ. Rồi nhà chị mấy đứa con? Hai. Đứa kia đứa nhỏ, người lớn. Này nhỏ lớn nè. Vậy hả? Còn nhỏ nhỏ nữa. Nhỏ nhỏ gì mấy tuổi? Mới có 9 tháng mấy anh. Trời đất ơi. Rồi ở nhà ai trông? À, bà nội đi giữ giùm chút rồi. Vậy hả? Dạ. Rồi ông chồng chị có làm gì không? Chồng đi xịt. Đi xịt kiếm cá rồi ha. Dạ. Dạ. Đủ trang trải trong gia đình không chị? Dạ cũng không có đủ gì đâu anh ơi. Dạ. Chị ơi, ở đây á thì là có cô Hạnh gửi cho chị phần quà 200 với anh Tú chị Ngọc gửi tặng cho chị phần quà 200 để chị mua sữa rồi cho mấy đứa con chị uống nha. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Để em gửi lời cảm ơn của chị tới cô bác Mạnh Thường Quân. Dạ mấy cô bác Mạnh. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ dạ. Chị đi bán tiếp đi chị để không hết vé số á. Đây là đứa con lớn của chị cô chú. Tâm thần biết
Dạ. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? Gần 70 rồi đó. Dạ. Vậy là 69 rồi. Ừ. Tết này nữa 70 ha. Dạ. Dạ. Ông bị bệnh gì ở nhà ngoại? Mổ. Bị gì mà mổ? Mổ phụ tử rồi đó, mổ ruột. Ổng mới có 70 mà gọi mổ hai lần rồi đó, bởi vì nó 70 chưa gọi mình lành đó. Dạ, đúng rồi. Dạ, 70 chưa gọi là lành đó. Mổ ngoài giá. Dạ. Mổ ngoài gạch giá luôn hả ngoại? Ừ, ở gạch giá. Dạ, ở đây không đủ phương tiện để mình mổ đúng không ngoại? Ở đây đủ rồi con ơi. Dạ. Rồi chứng trước thì mổ phụ tử nằm ngoài tới 14 ngày 2 tuần. Dạ. Rồi chứng sau này mổ ruột á. Dạ. Dạ. Sáng giờ ngoại ăn sáng gì chưa ngoại? Không có ăn gì con ơi. Ngoại ăn xôi bánh không? Con gửi cho ngoại nha. Gửi cho ngoại. Để ra đi. Để đem về đi con. Con đâu có ăn hết đâu. Ngoại ăn phụ con nha. Nha. Ăn phụ con nha. Cho thôi. Thôi ăn đi. Rồi giữ về mua về cho lấy gì ăn? Có, con còn đồ ăn nhóc đây nè. Dạ. Mua về con ra về ăn rồi cho cái lấy gì ăn? Có, con có đồ ăn. Rồi cảm ơn con đi con. Dạ, không có chi. Với ở đây có phần quà này của anh Tú với chị Ngọc. Gửi tặng cho ngoại với cô Hạnh, gửi tặng cho ngoại để tiếp ngoại trong cuộc sống nha. Dạ. Cảm ơn con nhiều, trời khổ hết trời. Cô Hạnh thì gửi cho ngoại 200, anh Tú với chị Ngọc thì gửi tặng cho ngoại 200. Đây là phần quà 400 con gửi cho ngoại. Cảm ơn con. Ngoại đừng cảm ơn con. Dạ. Dạng khổ mua thuốc tâm thần cho nó uống không đó. Dạ. Có chồng hai đứa con gả về Trà Vinh rồi thấy bây giờ bị bệnh rồi giảm về đây 5 năm rồi. Dạ. Rồi hai đứa con nó gửi bác ba nâng đứa rồi cô út nâng đứa. Dạ. Đó, rồi gửi bên chồng đó. Dạ. Rồi, khổ quá trời. Chồng nó không biết đi đâu nói nữa. Hỏi thì nói là không thấy người cha nó. Rồi gửi cho bác ba nâng đứa, cô út nâng đứa. Dạ. Nó có hai đứa con rồi bây giờ đi trên bệnh viện tâm thần đó lãnh thuốc tư vậy đó. Dạ. Đi lần lãnh tới gần 1 triệu bạc đó. Dạ. Rồi giờ không có tiền nó mua vòng vòng lấy cái to đó rồi mua vòng vòng ở đây vậy đó. Dạ. Mà tiệm thì có bán, tiệm thì không. Dạ. Mà thuốc đâu có ngay như thuốc đó, nó thế thuốc gì đâu không à. Dạ. Mà thấy nó đỡ đỡ rồi còn nó không có la sáng đêm quấn mặt mày nó ra máu miệng lưng chân. Dạ. Khổ trời. Rồi. Cảm ơn con nhiều lắm nha con. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm luôn. Rồi ngoại con đi. Quá trời ơi. Thì đang nói chuyện với ngoại ở đây có ông cụ của bác chị trong đại tới nè. Giờ sớm em cũng có nghe một số cô nói là có một ông bị mù của chú anh chị đi. Chú vô đây nè, giờ gặp ba ông này cô chú. Dạ, con chào ông. Con lại đây tâm sự với ông xíu được không ông? Ông ơi, ông có nghe con nói không ông? Hả? Ông có nghe con hỏi không? Dạ, hát không sầm không nghe không? Dạ. Nhà ông gần đây không ông? Tới kinh 12 lắm. Nhà ông ở kinh 12. Dạ. Rồi lâu lâu ông mới xuống chợ đây hay là mỗi ngày không? Đầu vô 3, 4 ngày, 5, 10 ngày mới lại chợ này một lần. Dạ. Còn không thì mình đi mấy chợ khác hay sao không? Ừ. Dạ. Dạ ông ở với ai không? Ở mình đó nè. Không có con cái gia đình gì luôn. Không. Dạ. Dạ dạ, con đợi con cái nghe không? Dạ. Ở đây thì có cô Hạnh,
gửi tặng cho ông 200 với anh Tú với chị Ngọc, gửi tặng cho ông 200. Mang ơn chú. Dạ. Hai nha, ông để con lấy tiền cái. Đã xem thấy xót thương. Sao? Năm nay mấy mươi rồi không? 72 rồi. Dạ. Đây tiền nha ông. Dạ. Ông cất kỹ đi để gớt mất nha ông. Không quá trời. Những đối đầu. Bỏ túi đi không? Dạ. Cái chân dúng có mâm. Dạ. Rồi bên đây bán gào quá trời luôn cô chú. Mùa này gào cải đây quá trời tươi ngon luôn nè. Đó, cho con quay cái nha cô. Đây con bí nè. Là ở phía sau cái đích nhà lòng chợ nha. Con bán rau củ gì dài. Dạ con cảm ơn cô. Chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. Mình còn có thể là đi hẳn cái tuyến đường hồi nãy cũng được nữa cô chú. Dạ chứ này bán rau quá trời luôn. Wow chứ này có cá biển rồi nữa nè. Quen quen quen. Ôi chó này mới đẻ dữ quá. Dạ qua cây hạch hả? Dạ cây hạch không dám quay. Quay không được. Đây có anh kia quay cây hạch đó. Đi dài cái đường xuống dưới đó thì bà con bán thịt cô chú. Đây xào thịt heo của anh đây hả? Chú chị Dũng Nga. Dạ. Thương mại Dung Kiền. Wow xào thịt này quá lớn luôn. Ngay góc đường nha. Đó. Chào mấy cô mấy chị. Sáng giờ bán đất hả cô với chị? Dạ. Để ngoài bữa. Để ngoài bữa. Tại vì ngày rằm đúng không cô? Dạ. 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 Có khách bán nè. Dạ con chúc cô bán đất nha. Dạ. Quá trời đầy đủ các loại thịt con cô chú. Nhưng mà thịt thì không dám quay gần. Bán cá gì nạo nè chị ơi, cho em hỏi thăm cá đó là cá gì mình nạo ra mình bán nha chị? Cá mè dinh anh. Cá mè dinh hả chị? Dạ. Dạ bán nạo ra bán thành chả cá ha. Dạ. Dạ. Ồ quá ngon luôn, thịt nó trắng như là cá thác lát vậy ha. Ở đây chị bán 1 ký nhiêu hả chị? Dạ ký 100 anh. Dạ 1 ký 100 ngàn. Dạ em cảm ơn nhiều hả chị. Dạ. Dạ. Cô bán gào nữa nè. Ôi chợ này kìa. Quá trời gào tươi ngon. Thế là cô đang cầm cái bó đó là tay tượng. Chào hai cô. Hai cô bên đây cũng bán chả cá nữa nè. Đây là chả cá thác lát hả hai cô? Dạ. Hai cô bán chả cá thác lát với cá mè dinh luôn. Cá thác lát ở đây cô bán nhiêu ký cô? Ký 280. Dạ. Chả cá thác lát đây thì cô bán 1 ký 280. Hai cô ăn gì hết cô? Dạ. Rồi con cảm ơn hai cô. Chúc hai cô bán đắt khách nha. Dạ. Dạ con không có chơi với số gì ơi. Ớt cá gô rồi nè. Đây đây là khu chợ cá này cô chú. Khu cá đồng. Chào chú. Ừ. Cho con xin quay cá nha chú. Quay vừa thoải mái đi. Dạ. Chặt cái gô cái lóc rồi đó. Dạ. Đây cô chú này quá thoải mái luôn nè. Thoải mái luôn nè, bán cá thoải mái luôn đó. Dạ.
chắc là bán đắt khách lắm á chú. Không được lấy gái. Dạ. Dạ. Đang quay nè cô. Quay hai chỗ này đi. Dạ. Trời đất ơi. Kia cái là bành liền à. Dạ dạ kẻ tin nè. Dạ. Dạ. Cô chú đây bán cá đồng hả cô chú? Bán cá đồng luôn. Dạ. Này cá rô đồng hả cô chú? Cá rô đồng, lắp đồng, dây đồng, cá chạch đồng luôn, lươn đồng luôn. Dạ. Chú cho con biết giá số mặt hàng chú bán ở đây được không chú? Được. Dạ. Cái đó là bán 100.000 ký. 100.000 ký hả chú? Dạ. Cá rô bự bự gì chú bán 100 ký nè. Dê cá lóc 120. Cá chì cá lóc là đồng giá nha luôn hả chú? Bán giá luôn 100 đó. Giá luôn. Dạ. Lương 200, cái sạch 50. Dạ, quá hay luôn. Giá luôn. Đây, cái chạch nè. À. Đó. Lương. Cái này lên đi nè. Thấy không? Dạ, thấy chú. Con đưa lên trên YouTube á chú. Tao lướt lướt rồi, tao coi. Dạ. Mời có chứ, ở đây chứ, chút có rồi. Dạ, ngày mai hoặc là ngày mốt. Dạ. Nếu mà trễ nhất là 2 ngày á, con thường thì quay bữa trước là bữa sau có. Thấy, cũng coi ví dụ ta quay tùm lum hết trơn, trời này trên kia rồi đó. Hello bà già giữa mùa đông cô đơn gì đó. Dạ. Dạ. Dạ con tham quan cánh chợ cô ơi. Dạ. Cô mình dịch. Về hả con? Hết hả? Dạ. Bên đây có ngoại bán ít rau đồng nè. Dạ, sáng giờ ngoại bán được nhiều không ngoại? Ế quá con ơi. Ế quá ế luôn không hả? Dạ. Chịu đi với nước ngoài không ngoại? Con nói sao? Mấy cô kêu con quay ngoại gã Việt Kiều. Con hỏi ngoại chịu đi nước ngoài không? Không. Đi không có nổi. Dạ. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? 78 rồi. Sao ngoại không ở nhà nghỉ đi? Đi bán nhà buồn quá đi mua bậy bạ gì nè bà. Dạ, mua đi bán lại hả ngoại? Không, của nhà. Của nhà. Rồi ai hái cho ngoại ra bán? Cái này con nó trồng mình ra mình hái. Dạ. Đây là bông súng nè cô chú. Đây là giúp giá đồ găm luôn nè. Đó. Rồi ngoại bán vậy rồi có chia tiền cho con không? Không. Vậy hả? Bán vậy là ngoại hưởng hả? Ừ. Dạ. 20 30 thì mình chạy ơn. Dạ. Nhà ngoại đông con không ngoại? Đông lắm mà giờ ở nhà chỉ con đứa thôi. Dạ vậy là coi như là ai ở Út chồng đi hết trơn. Dạ. Ai ở nhà hờ thì nuôi ngoại ha. Ừ, Út. Dạ. Nhà ngoại gần đây không ngoại? Gần. Dạ. Dạ. Đi vô đây con thấy ngoại chỉ vô đây ha. Ừ, cây số. Cây số là tới nhà ngoại. Ừ. Dạ. Đó, ngoại bán rau rồi các loại của chú ơi. Ngoại sáng ăn sáng gì chưa? Có ăn rồi. Ăn rồi hả? Ngoại ăn bánh không? Ngoại ơi, ăn rồi, ăn con rồi. Có bánh nè. Ừ, ăn bánh rồi. Ngoại ăn nữa không? Trời ơi, no rồi. No rồi. Dạ. Này thấy ngoại lớn tuổi hơn mấy cô chú. Quay quay bả lên YouTube. Dạ. Quay lên YouTube. Quay đi rồi nói nước Việt Nam già cũng đi bán luôn. Già cũng đi bán luôn. Dạ. Dạ. Quay lên kìa. Đây nè, đây nè. Đây có ngoại già lớn tuổi đi bán không dịch đó nè. Ngồi già nó hổn quá. Ngoại lớn tuổi. Đó. Xuống đi. Xuống đi. Quay ta tận tiện. Dạ. Ngoại đường đuôi không biết đuôi biết dạ 90 rồi 90 rồi hả ngoại? Dạ đuôi ngoại điếc luôn. Trời ơi. Rồi giờ ngoại ở với ai? Ở với thằng con trai mà nó đau nó ngồi chỗ nó ỉa chỗ vậy đó hả ngoại? Ngoại đi bán luôn nó đi con ơi, bán ngày là có 25.000 bạc trái diêu. Dạ. Chết gì đây nè ngoại bán trứng nè cô chú. Đây nè trứng ngon hết sức mà một đùng về lời có 2.000 bạc đây.
Một đùm như có 2.000 à hả ngoại? Lời có 2.000. Dạ, lời có 2.000 à. Ừ. Dạ. Ê ơi, vậy là ngoại được tiền đó hả ngoại? Chưa. Chưa hả? Chưa được tiền. Chút xíu là hai bà ngoại được tiền rồi đó. Dạ. Không, cái con ơi. Dạ. Đuôi rồi còn biết nữa. Dạ. Ta kêu không nghe gì chân, không nghe gì hết trơn luôn. Dạ. Bây giờ chết thì chết không được. Dạ. Mà đây. Mà dạ. Quên. Bán hồng dịch nè, tao hỏi bà ơi bán gì vậy? Trời ơi, tôi bán cái này nè. Dạ, chứ mình cũng không có nghe rõ phải không ngoại? Không nghe. Ngoại dạ. Nghe biết dụng lắm mà, nói 3 lần, 4 lần vậy mới nghe nha. Dạ. Dạ. Ngoại ơi, ở đây thì có cô Hạnh gửi tặng cho ngoại phần quà 200 với anh Tú, chị Ngọc gửi tặng cho ngoại 200 để tiếp ngoại trong cuộc sống nha ngoại. Cảm ơn con nghe con. Dạ con nhiều lắm mà nghe con. Dạ. Thời ngoại bán 4 bữa chợ, 5 bữa chợ cũng chưa được nhiêu. Dạ, mừng không ngoại. Cảm ơn con nghe con. Dạ ngoại, cảm ơn con ấy đó. Dạ. Trời ơi. Để con gửi lời cảm ơn của ngoại tới mấy anh chị Mạnh Thường Quân. Được nhiêu thì trời. Dạ. Con nhiêu ngoại về ngoại mừng thôi thôi. Dạ. Ngủ không được. Dạ. Mừng ngủ không được luôn. Thôi ráng ngủ nghe ngoại, đây mừng quá ngủ không được, thức mệt nữa à. Ngủ hoài à. Đi dạ. Về nhiêu đây chứ đếm hoài, đếm 5-7 quận mà rồi quên, quên rồi đếm nữa. Dạ, nữa coi rồi. Chừng hối lộn tiền cho người ta nữa đó nghe ngoại. Ừ, dạ. Thối ai chứ. Mày dạ. Bán người ta có tiền thì mua dùng ngoại em có thôi. Dạ. Thối bỏ hết mất 100 ngàn để tôi nói mà nghe. Người ta biểu mình thối mình chưa lấy tiền người ta. Mình thấu người ta vậy mà người ta đi, ta đi luôn. Mua người ta đưa tiền cho mình rồi mình cầm cái đó mình thấu lại người ta luôn. Dạ. Dạ thôi ngoại về nghỉ luôn đi ngoại. Mai bán tiếp chứ bán rồi mệt. Lấy gì thường ta? Vậy thường ta? Về tiền của mày cho ta thường ta hả? Vậy hả? Dạ. Thôi về ngoại bán tiếp đi nha. Làm việc ngoại. Dạ. Mình gửi quà cho ngoại bên đây luôn cô chú anh chị. Ngoại đây cũng lớn tuổi, từ nhỏ quá con ơi. Dạ. Đi dò đéo bà bên đây, đéo bà bên kia. Dạ. Sáng vậy đi không nổi rồi. Dạ. Ngoại ơi, ở đây thì cũng có cô Hạnh với anh Tú chị Ngọc gửi tặng cho ngoại phần quà, mỗi người thì gửi tặng cho ngoại 200. Đó. Thì con gửi cho ngoại 400 để tiếp ngoại trong cuộc sống nha. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn mấy con luôn, mấy con. Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ. Con chúc ngoại nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn chưa? Dạ cảm ơn nãy giờ rồi. Dạ. Dạ. Khánh liệu ăn bí hả? Dạ. Em chịu bắt nổi thì chế ơi. Bán rừng bán đồ đó đã có bạn cũng khổ. Dạ. Dạ. Đây có mấy cô chỉ cho em một bà nữa cô chú anh chị bán ở dây ha, thì nói chung vậy đó hả chị. Dạ. Mình còn trẻ còn bằng được hả chị. Dạ. Dạ. Đây để mình đi qua mình hỏi thăm hai bà ngồi bển nha cô chú. Đây là cô chú Sa, cô chú Cá lại có một số bán rau, bà con bán rau ở dưới này. Trồng bỏ ha chị. Dạ. Trồng bỏ ba đứa con luôn hả chị? Dạ. Nãy mới ba đứa giờ 6 đứa luôn rồi. Chắc hồi lên chục đứa luôn quá. Dạ. Dạ bánh chị. Dạ. Dạ chồng bỏ là ba đứa con luôn nè. Dạ. Bỏ cũng chắc. Bỏ lâu chưa chị? Hả? Hay là mới bỏ bữa nay? Bỏ buổi sáng chút rồi về gặp lại. Dạ. 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 Sao ngoại? Dạ con ở Vĩnh Long. Dạ. Dạ. Dạ con đi tham quan cánh chợ đó ngoại. Dạ quay cánh chợ. Dạ. Chợ này khổ sợ không? Sợ già cả khổ quá mẹ ơi. Dạ. Mẹ ơi. Dạ sao ngoại? Già cả rồi lặn lội rau rác cá mắm bán. Dạ. Lương lỗ chưa có đẹp được đó. Dạ. Quay chế cho già ham già mà mình tuổi tay chân nghe thấy nghe chưa? Dạ. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? Sao mấy rồi? Dạ.
Ôi, như ngoại cười lên là có tiền nha, ừ, thấy găng vàng nha. Dạ. Dạ khổ ơi. Dạ. Ngoại đây bán cá với lươn nha. Cá bán. À đi dần lưới ha. Dạ. Quay sang bà già đó. Bà già đó đi mẹ con rau. Người của cô đó đó. Vậy ha dạ. Sáng giờ ăn sáng chưa? Ngoài ăn bánh không? Ăn bánh đi. Bữa nay con tương. Ăn tương thì bánh nay chắc ăn tương được mà. Tương chứ bánh vậy. Lại con ăn đi. Rồi dạ con cảm ơn bà, cảm ơn ngoại. Đây qua đây thăm hai ngoại ở đây nha. Đó. Dạ sao ngoại? Nó nói tôi đi bẻ rau bà. Dạ. Gọi đi lòng còng bẻ rau. Dạ. Bữa bị té hả ngoại? Té ở trường này nó lấy bên bên là coi. Trời ơi. Đi khám được. Té trên cái vỏ máy á. Cái đầu nó dưới nước nó rồi nó vào trường. Dạ. Té vậy là ngoại bị té, gọi là té xuống nước luôn. Không có trên nước nữa, nó cắn trên cái bè xuồng. Dạ, cắn cái xuồng. Nó mà một cái xuồng thì nó cong vô vậy nè. Dạ. Mà đi ngồi gì cũng đau, gì cũng gắn đi có. Dạ. Làm gì ra. Dạ. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? 7 mấy rồi con ơi, 73. 73 rồi, dạ. Rồi ngày ngoại bán mấy hao rau ngoại? Có rẻ nhiều bán nhiều. Dạ. Tiền xe ô hết 40.000 rồi. Trời ơi. Thôi. Dạ. Bán lục bình. Bán lục bình đó, cắt lục bình đó. Dạ. Lục bình nó bán. Cắt lục bình cặp mấy xong rồi không ạ? Rau này nè. Dạ. Rau này là rau tập tàng. Rau này rau lộn xộn. Rau lộn xộn các loại. Canh đó con ơi. Dạ. Mấy tập tàng rồi còn cải. Tao biết có đâu. Dạ, nhằm khi mỗi địa phương mỗi khác nhau. Dạ. Rồi ngoại bán. Dạ con ở Vĩnh Long. Dạ. Rồi rau này ngoại bán theo ký hay là sao ngoại? Bán ký con. Ký ngoại bán mấy chục ngàn ngoại? Ký được 20.000 mà cái này chừng ký cái gì nó nhiều lắm con ơi, ký nhiều lắm. Dạ. Nó nhẹ ha. Dạ. Đó, ngoại bán rau nè. Ai có ăn rau ghé ngoại đây. Rau này rau rất là ngon nha, rau vườn đó. Dạ. Rau đồng ăn mát lắm luôn. Với chuối nữa nè, chuối của ngoại luôn hả? Đây. Dạ. Em chết không ai lại mua hết chứ. Chừng này có mấy giờ hết người. Dạ, ở đây chợ bà con đi trễ mà tan cũng sớm quá ha. Dạ. Ngoại giờ ở với ai ngoại? Có hai ông bà coi. Hai vợ chồng à. Vậy à, hai. Dạ. Dạ. Có rồi, nó bà lớn gì không có, đẹp trai mà không có gì. Có rồi, dạ. Mấy đứa con rồi? Dạ mới một đứa hả ngoại ơi. Dạ. Còn ngoại bên đây thì ngoại mua rau bán lại hả ngoại? Ừ, mua bán lại. Dạ. Ở nhà đi bẻ không nổi con ơi. Dạ. Đi bẻ như bà này đi không nổi. Dạ. Ngoại bên đây là lấy công làm lời nè. Ừ. Dạ. Chứ chứ già có làm gì ra phải đi bẻ chứ. Dạ. Không bẻ không có tiền. Có gì sáng giờ chưa được 50.000 nữa. Dạ. Mà bán mấy cái rau này là có nguy cơ là lỗ vốn luôn đó. Cái này nhà à. Dạ. Nhà thi nó hư hao rồi đó. Lỗ đi xe ôm 40 hai chị em. Vậy là hai ngoại hai chị em ruột luôn hả? Gần bạn em bạn dâu. Dạ. Bạn dâu bạn gì? Dạ. Rồi, vậy là tiền xe hết trơn luôn. Sáng bán 50 ra đi xe hết 40 rồi, còn 10.000 để dành đồ uống đi cà phê. Có bữa lỗ bữa không vậy chứ đâu có lỗ hoài. Dạ. Bán hết dạ. Thì nó đỡ một chút, bán hết rồi đem về. Nói chung cũng nhầm bữa chợ hả ngoài, bữa bán dạ. Chậm bữa bán ế, bán đắt. Mà mỗi bữa mỗi đắt đâu. Dạ. Để gán mày ơi. Ngoại mấy mươi ngoại? 72. 72, vậy là ngoại nhỏ hơn ngoại bên đây. Nhỏ hơn 72. Dạ. Hai ngoại đây là hai. Dạ. Con thấy hai ngoại cũng cỡ ngang ngang nhau à, chứ không? Thấy tôi già hơn chị. Già hơn không ta? Dạ. Cô bác nhìn phụ chị còn. Dạ. Năm xanh. Năm xanh nhỏ hơn nha. Dạ. Ồ, cô bó tay luôn kìa. Ở nhà con ơi bệnh á, ở nhà mà đi lao động gì đỡ á. Ngồi lâu vậy con thấy ngồi vậy ngồi lên mất khỏi tay vậy. Bởi vì thiên đi hoài luôn á Phúc. Hồi dạ. Đi bác sĩ nói cái này chết đem heo. Chết đem heo rồi. Ừ, nó không có thuốc thì nó hết nhất con ơi. Dạ. Nó
chừng mà hết khúc rồi nó cũng dứt nữa à. Dạ, vậy là không có chị dứt điểm được. Ừ, khúc mà. Dạ. Vậy gì đó, khúc kinh chính đó. Dạ. Nó đỡ. Lỡ con đi kinh chính mà tiền xe tới 150 đi có một lần mà giờ bỏ luôn, không có tiền. Dạ. Gom lại ba bốn bữa cái đi được một lần bỏ, đi một lần một bỏ luôn. Dạ. Vậy đó hả? Dạ, con chào cô. Dạ. Mình xin cho tiền nha. Dạ. Ý nghe. Con hỏi thăm hoàn cảnh này là giống như rồi giống như đó. Dạ dạ. Cái gì đó chị? Đi hai chục con. Dạ thì con đang quay ở đây nè. Dạ. Bán cho mày hết luôn đó, 20 ngàn. Mày ơi, thì ở đây con thay mặt cho anh Tú với chị Ngọc gửi tặng cho ngoại một phần quà 200, với cô Hạnh gửi tặng cho ngoại một phần quà 200 để tiếp ngoại trong cuộc sống nha ngoại. Cảm ơn trai nha, mày mạnh giỏi khỏe mạnh đi. Dạ. Cảm ơn người nào tài trợ đó. Dạ, con gửi con sẽ gửi lời cảm ơn của ngoại tới mấy cô bác mạnh thường quân. Dạ, rồi con cảm ơn ngoại. Khỏe, được chị khỏe. Dạ. Rồi con cũng thay mặt cho anh Tú với chị Ngọc với cô Hạnh gửi tặng cho ngoại bên đây luôn. Hả? À, thì ở đây anh Tú với chị Ngọc gửi tặng cho ngoại 200 với cô Hạnh gửi tặng cho ngoại 200. Dạ. Đây phần quà 400 con gửi cho ngoại nha ngoại. Cảm ơn con nha. Dạ. Cũng cảm ơn con người. Vì chứ là nó to trời lỡ nó không xuống thì làm sao mà biết. Đúng. Dạ. Chào con mạnh khỏe. Dạ. Con bằng ăn mà đừng như cô nữa nha. Dạ. 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 Không, nói chung cái cuộc đời mình chưa biết trước được đâu ngoại ơi. Thằng khi nãy con nghe ngoại kia nói 70 chưa gọi là lành nữa đâu ngoại. Thằng khi 70 mà mình bị bệnh hoạn một cái là coi như là mình có giàu có cái nào chị điều trị cũng hết trơn à. Quan trọng là mình có sức khỏe là được rồi. Dạ. Nghèo. Dạ dạ. Dạ. Hồi đó mới có con nhiều quá thì sợ tới chừng ngày già với con đông dần nào cũng đỡ là con ơi. Dạ đúng rồi, nhà con cháu. Lắm. Dạ. Chín người con luôn. Dạ. Nghèo. Hồi xưa là ai cũng sinh nhiều hết trơn. Dạ. Rồi kiếm đi mua bán gì là với chú ăn đỡ qua ngày. Còn mấy đứa nó nghèo quá làm sao nó cho cũng nó cũng cho vậy. Đồ nó mới có gì có cho. Cho nó dạ. Cũng gửi cho thím ăn chứ không thôi thì sao ăn có gì đâu ăn. Dạ rồi. Ngày giờ bây giờ chú không có mời gì được hết. Bán tiền. Mà đó ma rồi nói ông ơi mình già mình không có tiền rồi ông bớt lời ông nói không đi người ta vô chút đỉnh mình phải đi nữa mình chết ai đi mình ông nói gì đó. Cứ đi bán rồi lúng lắm ma đám tiền. Dạ rồi, hai ngoại bán đi nha. Dạ, hai ngoại cùng đi. Cảm ơn nha con. Dạ, con chúc hai ngoại nhiều sức khỏe. Chúc cho mấy người tại chợ với con được mạnh giỏi, khỏe mạnh. Dạ. Con cảm ơn ngoại. Con chúc hai ngoại nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi mình sẽ đi dài dài lên đây vòng qua bên khu vực bên kia nha cô chú. Cái này có cô bán dịch nè. Này là dịch bắt xéo hả cô? Dịch siêu ngỗng. Dạ. Chị ngỗng này cô bán ghế như con? Cái này được 4 mấy ngàn, 45 ngàn. Dạ. Ồ, vậy là cô bán rẻ ha. Dịch siêu ngỗng. Dạ, nó có 40 ngàn. Dạ. Cô bán này 45 ngàn ký nè. Cô bán làm gì? Dịch siêu ngỗng. Ai có mua ghé cô. Dạ, con cảm ơn cô. Đây. Cô bán dài cũng sơm lắm nè. Gào. Dạ không, cô có chơi với sơm. Đây. Dạ con mua con không có chỗ nấu. Mua chỗ nấu thôi. Dạ. Khóm của chú anh chị. Khóm này cái vỏ nó ngoài vàng quá trời ha. Khóm chín luôn. Dạ. Khóm hồ quao, khóm ngọt lắm. Khóm hồ quao. Dạ. Quay đi. Dạ. Thường là mình bán trái ha chị hay bán ký? Bán trái chứ. Dạ. 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 Khóm bán trái không ha? Quá đẹp luôn. Trái bự thì 20, trái nhỏ 15 chứ. Dạ, trái bự thì 20, trái nhỏ 15. Khóm mà cỡ này đốt khóm không có khóm. Từ đây là tới Tết người ta làm mứt khóm mà nó nhiều không chị? Mứt khóm. Dạ. Mứt khóm cơ. Dạ. Không đồ nữa. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều nha, em chúc chị bán đắt nha. Nữa rồi, Tết chết rồi, bắt bông nữa rồi. Chị bán gà. Đi con chạy dưới nữa rồi, con giấu nữa rồi. Có đồ rồi.
Ồ, ở đây có gỗ gỗ bần này cô chú. Cho con xin quay gỗ bần cái nha con. Cây nhà lá vườn. Đi chợ hiếm có gặp ai bán gỗ bần này lắm nè. Dạ. Cái này là bình hái em bán hả cô? Trên cây nó rụng xuống luôn. Cây cao đó. Dạ. Vậy là nó chín rồi nó mới rụng phải không cô? Dạ. Đây là trái bần của chú anh chị. Cái này chắc về mình nấu canh chua hoặc là kho cá phải không cô? Ồ, trái bần chín nè. Cái này ăn sống cũng ngon nè, chấm muối ớt nè. Trời ơi. Dạ. Ăn xong luôn. Dạ. Nó chua chua hả cô? Chua chua ngọt ngọt. Dạ. Cô bán bần. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha cô. Con chúc cô bán mau hết nha. Dạ. Dạ. Đây để chị bán sò trái cây. Ở đây có trái mãng cầu nữa nè. Dạ, đẹp quá ha. Cái này là mãng cầu nhà vườn mình trồng nè phải không chị? Dạ. Đó. Em nhìn cái cuốn em thấy nghi nghi. Ở nhà mình trồng luôn. Mãng cầu này cô chú anh chị. Bên đây có xoài. Dạ. Dạ. Con nghe cô. Chân của xe cô bị sao vậy cô? Bị sốt bị liệt nhỏ. Dạ. Rồi cô chạy xe được luôn hả cô? Dạ, xe không bắt. Hay quá vậy ta. Dạ. Dạ. Cái đó là mình để kê cái giò hả cô? Dạ. Dạ. Rồi cô đi bán vé số hả cô? Cảnh của mình sao mà đi bán với số vậy cô? Tại không có nhà, rồi ở nhà trọ. Nhà trọ à đó giờ không à. Dạ. Rồi mình có số tự nuôi bản thân mình. Dạ. Có chồng con gì không cô? Dạ chồng chết rồi. Dạ. Giờ cô ở với ai? Ở mình à. Vậy là không có con luôn. Dạ. Năm nay cô mấy mươi rồi cô? 53. 53 tuổi rồi. Nhà trọ có ở gần đây không? Nhỏ bên sông á. Bên sông hả cô? Nhỏ Bảy Hòa. Dạ. Nhà trọ Bảy Hòa. Cô tên gì cô? Lưu Cẩm Tú. Dạ. Lưu Cẩm Tú. Lưu Cẩm Tú. Dạ cô Tú. Đây cô thì bán vé số của bác anh chị mình. Thì cái này là mình đâu có đi đứng rồi được lần đặt hả cô? Rồi sao cô lên xe này được cô? Có cửa phòng trọ có cái băng đá. Dạ. Tôi xuống băng đá rồi đi. Dạ. Ngày cô bán được nhiêu tờ con? Con 101 à. Dạ, 101 tờ. Dạ rồi cô bác anh chị mình ơi. Thì em cũng vừa hỏi thăm hoàn cảnh của cô ở đây ha. Thì mình cũng biết được đôi chút về hoàn cảnh của cô. Thì cô đi bán giấy số mà bị tật nguyền của bác anh chị mình. Chân thì không có được lành lặn. Giờ thì cô đang ở một mình đó. Phải đi bán, tự bán giấy số để nuôi sống bản thân. Thì sẵn ở đây em cũng thay mặt cho anh Tú với chị Ngọc gửi tặng cho cô phần quà, với cô Hạnh gửi tặng cho cô phần quà luôn. Cô ơi, ở đây thì là có anh Tú với chị Ngọc gửi tặng cho cô 200, với cô Hạnh gửi tặng cho cô 200 để tiếp cô vào cuộc sống với cô. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn mấy cô chú. Dạ rồi, con sẽ gửi lời cảm ơn của cô tới mấy cô mấy chú Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi, con chúc cô bán mau hết đi số nha. Dạ. Em sẽ đi hẳn theo cô luôn cô chú anh chị, để mình đi ra cái khu chợ cặp máy sông nha.
đường này ra thì mình sẽ đụng chập mét sông dài ngoài khu vực trước đó em thấy bà con bán gà trên đường quá trời luôn kìa. Cái tuyến đường mà trước đó thì có tên là Trần Mạch Đằng, còn cái đường mình đang đi có tên là đường Mạc Cũ. Quá trời rồi, dịch luôn cô chú ơi. Đó. Con chào mấy chú. Đây, ở đây có mấy chú ngồi bán đồ buổi sáng này nữa nè. Chú bán gì số này hả chú? Dạ. Cô chú bán mau hết nghe. Dạ. Ở đây cũng là khá là mát mẻ luôn cô chú anh chị mình. Cây xanh rồi bà con lên trồng cặp ở phía sông á. Wow, quá trời gà vịt con này luôn nè. Đây là khu chợ bán gà vịt, khu bán gà vịt. Ở đây thì có một cái cống, có vài chiếc giỏ bà con chở dừa đồ đậu đây. Đó hình như là giống trường học quá, trường học hay là cơ quan gì đó. Rồi em sẽ đi dài dài lên nha. Đi hướng này mình sẽ đi lại lên khu nhà đồng chợ ở trên là. Đồ bán gà vịt, chào cô. Vịt xem thì thấy quấn cách này ha. Còn mấy vịt kia thì không có quấn. Dạ. Rồi mình đi dài lên nghe coi chú. Quay cái dãy bên đây bà con cũng bán cá rồi nữa nè. Dạ đây thì bán cá nuôi. Cá đi quần hồng, cá rô, cá lóc, cá chê rồi ha. Đường bên này giờ này cũng còn sơm khách lắm nha. Giờ phía trước em thấy là bà con đây cũng còn sơm lắm cô chú anh chị mình. Ở đây có bán đồ biển. Một lá gì bự quá cho bự luôn. Ghẹ cua à. Cho em xin quay mâm ghẹ cái nha chị. Quay đi. Dạ. Đây, ghẹ này kêu ghẹ gì vậy chị? Ghẹ đỏ, ghẹ đá rồi. Dạ. Ghẹ đỏ, ghẹ đá. Ghẹ này là mình lấy chắc hàng riêng gì đây bán hả chị? Không, mình lấy dưới một hộp á. Dạ. Ghẹ thì chị bán cái gì chị? 250. Dạ. 250 một chiếc ghẹ. Đây đây. Có mua ghẹ gì đó chị nha. Đây, em cảm ơn nhiều nha chị. Em giúp chị bán đắt nha. Dạ, yeah, rồi cua biển, rồi càng rồi đó. Bên đây có bán tôm nè. Tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh, nói chung là các loại tôm luôn. Wow, tôm càng xanh đây bự quá trời bự luôn nè. Chị ơi, cho em mượn con tôm với nghe chị. Không, không cho. Thằng gấp cho mượn. Đây cô chú, có con tôm mình được chúng ta thử nha. Wow, quá trời bự luôn. Đó, đã chưa? Tôm càng xanh. Này là tôm thiên nhiên hay là tôm nuôi vậy chị? Dạ, tôm nuôi ha. Mà nhìn rất là bự luôn nè. Dạ, em cảm ơn nhiều nha chị. Dạ. Yeah.
cũng bán tôm cua cô chú. Nói chung như vậy này bán đồ biển đồ nhiều ha. Ở phía trong này có quán cà phê hay gì nè, cứ còn quán cà phê nằm ở phía sau mấy cô bán đây cặp máy xong luôn. Dạ chạy lẹ quá em không kịp rồi. Đường đóng đa, góc này có quầy thuốc. Chào cô, cô này bán cá nuôi. Cá nuôi bự đi. Cá nuôi bự, dạ. Không muốn được mà quay bán cá lên được không cô? Cô bự vậy là cô bán đây 1 kg nhiêu cô? 50 ngàn. Dạ 50 ngàn cái cô bự vậy nè cô chú, bằng cái bàn tay của em luôn á nè, quá trời bự luôn ha. Cái gô mà đưa bàn tay vô kìa, thấy thân không? Dạ thấy, cái gô là phải đưa cái bàn tay vô liền. Cái gô mà đưa bàn tay vô kìa, thấy trên không? Dạ tại vì con cái gô này nó bự quá nè, mình phải so sánh với bàn tay của mình vô rồi. Dạ con cảm ơn cô, chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. Ôi ở đây bán ốc sò huyết, nghêu, hào, ốc bóng tay, đủ các loại hết trơn luôn, rất là nhiều luôn. Cái này thì bán cá nuôi nhiều cô chú. Nãy giờ đi về dài thấy bà con bán cá nuôi nhiều. Đã quá. Nãy giờ. Dạ thôi vậy mới đẹp tự nhiên chứ cô. Tha lên rồi là đẹp nhân tạo rồi. Dạ chỗ này đẹp tự nhiên này nha. Đó. Đẹp tự nhiên không nói trước cho người ta ngồi ta nhắm cảnh rồi. Dạ chừng nào lên hình nói thôi. Dạ ngày mai rồi. Dạ nào? Dạ YouTube. Rồi YouTube. Dạ. YouTube ra. YouTube ra. Dạ YouTube của con là Khám Phá Vĩnh Long. Cái gì? Dạ Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ Vĩnh Long. Dạ này có để ngày không? Dạ ngày á cô, ngày mai á hoặc là ngày mốt là có clip á cô. Dạ 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 Khám Phá Vĩnh Long đó, cô bán mực nè. Ừ quá ngon ha, tươi quá trời tươi luôn. Cái này kia bạch tuộc rồi phải không cô? Giờ kìa để tiền vậy là đừng quay ai cho người đó 100 hay vậy phải cho không? Dạ. Cho con 100 không? Để cho mấy người khuyết tật với lớn tuổi á cô ơi. Cô cũng lớn tuổi dạ. Cô mấy mươi rồi cô? Cô 83 rồi. Trời đất ơi. 83. Dạ. Cô 83 đó thiệt. Cô 83 rồi. Dạ. 83 là đọc ngược lại là 38 đúng không cô? 83 tuổi mà ngồi bán vậy mà không thương tình cho tiền gì trơn. Dạ. Thiệt tình à. Dạ cho cô 100 ngàn, cô ngồi trên kênh, cô coi cái kênh YouTube đây hoài là đây có tiền hoài luôn á. Dạ. Chị nghe nè, chị nghe. Rồi, cô có điện thoại rồi, dạ. Làm bé cô. Kêu mẹ em xuống lấy tiền thôi. Trời ơi, rất là vui á. Ồ, như đây đông thế. Ngay cái chỗ này là một cái cửa tiệm tạp hóa gì nè, mà con mua đồ cho trong quá trời đông luôn. Dạ.
ở đây mấy cái gian hàng của mình con không ấy để cái sạp của mấy cô bán lên tên gì hết trơn ha. Có kìa, trên mái hiên. À vậy là treo ngoài mái hiên á hả? Nãy giờ sợ nắng đi trong không không thấy. Dạ. Đây mái hiên nè, có để nha cô chú. Đây là sạp của cô Hu chuyên bán gà vịt. Gà vịt bằng sẵn nha. Đó. Đây là cô Hu. Dạ, vịt bằng sẵn vậy là mình bán nhiêu ký hả cô? Vịt bằng sẵn ký 70 luôn. Dạ, vịt bằng sẵn ký 70. Rồi, ký 70. Dạ, ai có mua vé cô Hu nha. Rồi. Rồi, con cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, chúc cô bán đắt nha cô. Rồi. Dạ. Trước này có sạp bán rau củ luôn nữa nè. Gà gót, củ cải trắng, gà chua, các loại cô chú. Cô Loan luôn, dạ. Đây là quầy của cô Loan, Việt Loan. Chắc là Việt là chồng của cô hả cô? Dạ. À, dạ, dạ. Dạ. Chuyên bán gà vịt bằng sẵn. Dạ. Dạ. Cô chỉ là chỉ đạo thôi. Dạ. Để là chủ đò đó. Vậy đó hả cô? Ừ. Vậy là mấy cô làm mướn cho cô bên đây không? Dạ. Chủ là. Dạ. Vậy là cô chuyên phân phối vịt cho mấy cô ở đây bán. Chủ lò hả? Dạ. Rồi con chúc mấy cô mua bán đắt nghe. Dạ. Tạm biệt mấy cô. Ở trên thì bán mấy cái sạp thịt bò của chú anh chị mình ơi. Mấy cái thịt bò không có quay được. Máu á. Đừng có lòng. Lòng này nó có máu nè. Lòng đen, lòng trắng. Có người kêu là khăn bàn. Cái đường này thì phía trước bên tay trái của em là nhà lòng chợ trái cây, nếu mà ở ngoài đầu ngoài mình đi vô, còn phía sau đi lên là bà con bán rau củ luôn ha. Cô đó là anh chú này rồi. Dạ. Thấy chưa cô chú anh chị. Bởi vậy. Dạ con quay cánh chợ cho bà con xa quê nhiều khi coi lại cho đỡ nhớ đó cô. Dạ. Cho mấy người ở nước ngoài được tao ta coi không? Dạ, mình ở Việt Nam coi cũng được luôn cô. Dạ. Nói chung là đưa lên YouTube á, khắp mọi nơi đều coi được hết luôn. Chỗ đây bán thịt heo ha. Ừ. Sáng nay bán đắt hả cô? Hết thịt rồi nè. Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Dạ, đây bán nông sản khóm rất là nhiều nè. Khóm quá trời luôn. Khỏe hả mấy cô mấy chị? Dạ. Quá đẹp luôn. Dạ. Khóm tắc cậu hả cô? Dạ. Cho con bay cô gọt khóm xíu nha. Từ đây tới khóm tới Tết là hút hàng khóm không cô? Số lượng nhiều thì đến đây gặp mấy cô ở đây. Ở đây chắc mình có bỏ sỉ nữa phải không cô? Có em. Dạ. Vừa bán lẻ mà bán sỉ luôn.
rồi con cảm ơn cô, chúc cô bán đắt khách nha cô. Thì ảnh lên cho anh lưu ý mấy cái sản phẩm của chú anh chị mình. Rồi em sẽ quay qua bên đây. Ở đây mình ghé mình lấy bịch mặn hồi sáng mua luôn. Rồi đi vòng ra kia về luôn. Ôi cô này bán nông sản rất là nhiều. Vừa bán sỉ bán lẻ luôn. Để bịch bự bự đi. Quá trời ha. Ở đây là sỉ lẻ luôn không chú? Sỉ lẻ luôn đó con. Dạ. Để cho con quay phim gì á? Con quay cảnh chợ chú ơi. Sỉ hả? Dạ. Quay coi chợ mình bán mày gì. Nhớ mày quay mày đưa tao lên Facebook rồi cho nó đẹp trai chú nha. Cho đẹp trai kiếm thêm vài bà nữa hả chú? Ừ. Đưa ra tao thấy xấu xấu là tao không chịu đó. Dạ. Rồi con chúc chú bán đắt khách nha chú. Rồi cảm ơn con. Dạ. À, đây là cái vựa của chú nè. Ai cần lấy đồ sỉ lại đây. Ừ. Ai lấy con quảng cáo đồ sỉ lẻ luôn. Dạ. Bán giá hữu nghị luôn, bình dân luôn. Dạ. Đó, chú bán giá hữu nghị bình dân. Rồi, tạm biệt chú. Rồi đi rồi cô ơi. Chú lên xe đi rồi. Dạ. Đây mình tới cái chỗ mà mua trái cây chỗ sáng nè. Cái cô sáng mất tiêu rồi, để mình nói chị đây mình lấy cái bịch mặn. Wow, khu này cũng còn đông khách ghê luôn á nha. Chị ơi em lấy bịch mặn nha chị. Dạ. Dạ chị bán logo cũng nói. Rồi dạ. Đi vòng ra cô chú. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi. Thì từ sáng tới giờ là coi như là mình cũng đã đi muốn giáp hết chợ Dòng Viền ở đây rồi cô chú anh chị mình. Thì hiện tại nơi em đang đứng đây là cái chỗ mà sáng em gửi xe đây cô bác anh chị mình đây. Thì chắc đến đây em cũng xin phép được tạm dừng video clip tại đây luôn. Thì ở trong video clip này em có sử dụng số tiền của anh Tú với chị Ngọc á là 2.2 triệu để gửi tặng tới bà con ở đây. Thì ở ngày hôm qua em có nhận số tiền của anh Tú với chị Ngọc là 9.5 triệu cô chú anh chị mình, trừ cho 2.2 triệu ở video clip này thì em còn giữ lại số tiền của anh Tú với chị Ngọc là 7.3 triệu. Thì số tiền còn lại em xin phép thực hiện ở những video clip sau. Em thay mặt bà con cô bác cảm ơn anh chị rất là nhiều, chúc anh chị nhiều sức khỏe. Và ở trong video clip này em cũng có sử dụng số tiền của cô Hạnh ở Mỹ, cũng mới vừa gửi cho em ngày hôm qua luôn. Số tiền là 9.564.000 trừ cho 2.2 triệu ở clip này. Thì em còn giữ lại số tiền của cô Hạnh là 7.364.000. Thì con cũng thay mặt bà con ở đây nhận quà của cô Hạnh ha. Cảm ơn cô rất là nhiều, chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi, thì một lần nữa em cảm ơn bà con đã theo dõi hết video clip của em, cô bác đã theo dõi hết video clip. Xin kính chúc toàn thể cô bác anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Cảm ơn bà con ở chợ đã giúp đỡ em thực hiện video clip này. Dạ rồi, thì em kết thúc video clip tại đây nha cô chú anh chị.
xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào một video tiếp theo. Bye bye.